Hello, xin chào tất cả mọi người. Những anh chị em nào mà có cái ý định là mong muốn là mua cho bạn nhỏ mình một cái cây đàn organ về học tập thì một trong những cái mẫu đó là Yamaha BR VN300. VN là viết tắt của cái từ là Việt Nam nha mọi người. Đây chỗ này. Đây mã nó là VN300. Thì tại sao gọi nó là cái mã của Việt Nam? Tại vì nhà sản xuất Yamaha tích hợp những cái bài hát ở trong cái chương trình tiểu học. Đây mọi người, bản nhạc Việt Nam, bản nhạc học sinh cấp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, rồi những bản nhạc nước ngoài để cho các bạn nhỏ có hứng thú trong quá trình học tập nha. Đây là một trong những cây đàn mang tính giáo dục rất là cao luôn. Bây giờ thì Trần Liêm sẽ cho mọi người kiểm tra phím nút cho mọi người nha. Và với mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 2 triệu rưỡi thôi mọi người sở hữu được cây đàn này. Bấm nút nhấn đầu rất là ok nha mọi người, rất là sạch đẹp luôn. Điệu thì rất nhiều, cây đàn này nó có tất cả cho mọi người là 106 cái điệu. Còn tiếng là 482 cái tiếng, rất là nhiều nha. Muốn chọn tiếng thì bấm vô voi. 4, 7, 9. Drum kit nè, 109. Thì có tiếng động rất là nhiều nha. Rồi, saxophone nè, có rất là nhiều tiếng từ piano, organ, accordion, guitar, string, saxophone, trumpet, lute là tiếng sáo đó. Rồi những cái tiếng của dân tộc. Saxophone là 063. Điệu nè, giờ điệu rất là nhiều luôn. Giờ muốn tìm điệu slow rock đi, 017 nha. Mình sẽ bấm 68 slow rock. Đó, những tempo. Nó có rất là nhiều điệu, rất là nhiều tiếng luôn. Cái đàn màu bạc nói chung thì rất là ok để mọi người có thể là mua về cho các bạn nhỏ học tập nha. Cái lo thì nó hơi xét xét thì Trần Liêm sơn lo lại cho đẹp nè đó. Còn những cái chức năng còn lại là ba của mọi người rất là mới luôn nha, chức năng bo mạch bên trong còn rất là ổn luôn. Và cái đàn này thì Trần Liêm sẽ bảo hành cho mọi người 3 tháng nha. Đó, tặng kèm bao đựng nè, chân đàn nè và giá để sách nha, toàn bộ chỉ có 2.500.000 đồng thôi. Rồi, phụ huynh nào hoặc là các bạn nào muốn trải nghiệm dòng đàn này liên hệ ngay với Trần Liêm để hãy sở hữu được nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.